Kết quả AFC Champions League, Bathum United 2-0 Viettel khó khăn cho đương kim vô địch V-League. Viettel ra sân với đội hình Nguyên Mạnh, Thanh Bình, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Thường, Trọng Hoàng, Gia Ha, Trọng Đại, Văn Hảo, Hoàng Đức. Đội hình Bathum United: Victor Cardozo, Tunes, Piachanok, Santai Phạm, Yodrak, Thitipan, Sarak, Perthompon, Sumaya, Diogo. Để thua trước đội vô địch Thái Lan Bathum United với tỷ số 2-0, đội bóng Viettel FC đã để mất vị trí thứ hai của bảng F trong khuôn khổ AFC Champions League. Bước vào trận đấu này, cả hai đội đã nhập cuộc rất chậm và thăm dò đối phương. Dù vậy, đội chủ nhà Bathum United vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn và tiền đạo người Brazil Diogo vẫn là cầu thủ gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Viettel. Trong khi đó, những pha triển khai tấn công của Viettel chủ yếu là những đường truyền dài cho KX hay Trọng Hoàng băng lên đều bị hàng thủ Bathum United hóa giải trong một thế trận cân bằng, nhưng rất tiếc Viettel đã bị thủng lưới ở phút 13. Sau một pha phá bóng của hàng thủ Viettel, bóng bật chân một cầu thủ Bathum United và tuyển thủ Thái Lan Thitipan chớp thời cơ sút tung nóc lưới của Nguyên Mạnh. Sau bàn thua này, Viettel bắt đầu cầm bóng nhiều hơn nhưng cơ hội vẫn chưa có nhiều khi hàng thủ của Bathum United với hai trung vệ Cardozo và Tunes thi đấu rất chắc chắn. Phải đến phút thứ 20, KX mới có thể tung cú sút xa khiến thủ môn chát trai đổ người bắt bóng. Ở những phút sau đó, đội chủ nhà Bathum United đã có thêm những cơ hội rất nguy hiểm từ Thitipan và Diogo đã không thể có thêm bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Bước vào hiệp 2, BHL Viettel đã lần lượt tung Vũ Minh Tuấn và sau đó là Petro Paulo vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Dù vậy, các cầu thủ Viettel vẫn rất bế tắc trong những pha triển khai tấn công của mình. Ngược lại, những pha phản công của Bathum United đều tỏ ra nguy hiểm và khiến khung thành thủ môn Nguyên Mạnh nhiều lần chao đảo. Tấn công nhiều nhưng không có được cơ hội tốt ghi bàn, Viettel đã phải nhận thêm bàn thua ở phút 84. Sau đường chuyền của Đang Đa, cầu thủ vào thay người là Chao Oát Uy Prasad đã tung cú sút chân trái rất hiểm hóc từ ngay rìa vòng 16m50 để nâng tỷ số lên 2-0. Với thất bại này, Viettel đã để mất vị trí thứ hai của bảng F về tay Bathum United. Tuy nhiên, đội bóng áo lính Viettel sẽ có cơ hội phục thù trước chính đội bóng vô địch Thái Lan ở trận lượt về diễn ra vào ngày 5 tháng 7 sắp tới. Ở trận đấu còn lại của bảng đấu này, Ulsan Hyundai vẫn chứng tỏ được sức mạnh của mình bằng chiến thắng trước Kaya FC với tỷ số 3-0.